Đấy. Vị trí thứ hai cũng đã được đặt cái tạo hình đợi rồi. Thì dự kiến khoảng 2 tháng rưỡi là có thể tiến hành lấy dấu luôn. Thấy cả hai vị trí đều đã cầm máu rất là tốt này. Không có dấu hiệu chảy máu sau phẫu thuật này. Không phải khâu gì cả. Thì khoảng 2 tuần nữa chú sẽ qua để tái khám lại kiểm tra. Rồi, xong rồi chú ạ. Thì bây giờ chúng ta cùng xem cái vị trí cấy hai viên răng nhân tạo ở trong miệng ấy sẽ như thế nào này. Rồi chú há to nhé, há to nữa đi ạ. Đấy thì vị trí cấy ngày hôm nay sẽ là cấy vị trí răng 37 ở bên trái hàm dưới này và răng 47 ở bên phải hàm dưới này. Đấy thì vị trí này là chú đã nhổ được cũng hơn 2 tháng rồi và sau khi phân tích phim như các bạn đã thấy thì là xương đã liền rất là tốt. Bây giờ sẽ bắt đầu từng bước một trong cái việc trồng chân răng. Thì đầu tiên sẽ tiến hành gây tê. Thì cái tê sâu này nó sẽ giúp cho duy trì cái việc không đau, khó chịu trong cái lúc đặt chân răng nhân tạo. Thời gian tê có thể kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Thuốc tê được sử dụng ở đây là thuốc tê nhập từ Pháp cho nên là chất lượng rất là tốt. Khó chịu cho tay trái lên đi nhé. Rồi bấu cho tay nhìn. Khuyến cáo của trong cái thực việc khoan kỹ thuật của lắp lít thì mũi khoan không nên khoan quá 10 giây. Thì cứ 10 giây mình phải làm mát một lần. Cái việc làm mát là rất là quan trọng. Xương chỉ cần quá 47 độ C là sẽ bị hoại tử, cho nên là mỗi lần bơm hay là mỗi lần khoan là phải bơm rửa rất là kỹ. Và bây giờ sẽ rồi sẽ khoan mũi khoan cuối cùng. Sau mũi này sẽ bắt đầu đặt chân răng nhân tạo vào. Mà khá to lắm nha. Mà khá to đi. Cái mũi khoan này đã tạo hình được cái lỗ chân răng rồi. Mọi người nhìn qua cái xương nhỏ này, đây có một lỗ đã được tạo hình ở đây rồi. Đó. Bây giờ sẽ đặt cái chân răng nhân tạo vào vị trí này nhé. Vị trí cho mình bóc cái chân răng nhân tạo nhé. Đây còn nguyên bóc gì này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy chân răng này ra này. Đó. Nó có mấy lớp cơ. Đấy, này chú. Bây giờ mình sẽ lấy chân răng này chú xem nhé. Chân răng này. Thì bây giờ mình sẽ đặt vào trong xương hàm. Rồi, vén lại xem. Hàm to đúng không? Hàm nữa, chỉ hàm nữa được, đúng không? Đấy. Đấy, các bạn thì thấy là cái chân răng đã nằm trong xương rồi. Bây giờ sẽ dùng những cây siết lực để đưa cái len vào sâu hơn chút nữa.
Và bước cuối cùng là sẽ đặt cái trụ lành thương vào, xiết vào cái lỗ im len để đậy cái nắp im len lại, và nó cũng tác dụng là tạo hình lợi luôn. Cho nó to nhé. Đấy. Đấy, mọi người có thể nhìn này, gói vân nhỏ đây. Đấy, chân răng nó đặt, và cái tạo hình lợi đã đặt rất là kít sát rồi, không có một chút chảy máu nào hết, rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành đặt vị trí thứ hai. Mình sẽ tăng dần kích thước cho mũi khoan để tránh cái việc tạo ma sát quá lớn với xương. Phút thế nào. Để kiểm tra chút. Rồi, bây giờ sẽ kiểm tra xem cái hướng mũi khoan đã ổn chưa này. Đấy. Đấy, nhìn qua cái gương nhỏ là cái vị trí nó đang ở giữa, giữa chính là tốt rồi. Chú cắn từ từ cho xem nhé. Cắn từ từ. Giờ thì cái đỉnh mũi khoan này chú há đi, cái đỉnh mũi khoan nó sẽ phải nằm ứng với cái mũi trong của cái răng hàm trên. Đấy là cái vị trí tối ưu nhất, đảm bảo cho cái độ ổn định lâu dài của cái implant sau này. Và mũi cuối cùng là mũi cuối rồi, rất là nhanh thôi. Ưu điểm của cái lắp lít là vậy, rất là nhanh. Cái này phải đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối, không được chạm vào bất kỳ cái gì hết. Đó. Bây giờ mình sẽ đặt cái trụ thứ hai vào cái vị trí còn lại nè. Rồi, chú thẳng đầu nhá. Phút nữa nha. Đặt cái trụ cuối cùng vào đây. Vị trí thứ hai đã đặt rồi, mình sẽ siết cái trụ vào cho nó sâu hơn nữa, đúng vị trí mình mong muốn là sẽ hoàn tất cái quá trình đặt hôm nay. Trụ khá to nhé. Đấy. Vị trí thứ hai cũng đã được đặt cái tạo hình lợi rồi.
thì dự kiến khoảng 2 tháng rưỡi là có thể tiến hành lấy dấu luôn. Thấy cả hai vị trí đều đã cầm máu rất là tốt này, không có dấu hiệu chảy máu cho phẫu thuật, không phải khâu gì cả. Thì khoảng 2 tuần nữa nhé, chú sẽ qua để tái khám lại kiểm tra. Rồi, xong rồi chú ạ. Đấy, thì hôm nay là mình đã đặt hai chân nhân tạo rồi. Thì về nhà chú sẽ, về cơ bản là mình sẽ ăn uống đồ mềm này, vệ sinh răng miệng bình thường. Và nếu mà sử dụng thêm cái nước xúc miệng có chlorhexidine ấy thì nó sẽ rất là tốt cho phẫu thuật. Chú cũng nên là mình nghỉ ngơi trong ngày hôm nay thì tránh vận động mạnh. Vẫn có thể sinh hoạt bình thường, vẫn có thể làm bình thường, nhưng mà những cái vận động mạnh hay là quá sức thì mình nên hạn chế thôi. Và nằm ngủ, nằm cao. Mấy ngày lạnh này thì cũng nên giữ ấm. Thì hôm nay thì mình là cấy theo kỹ thuật flap lid thì nó sẽ ít sưng và cũng không cần phần đi không chảy máu gì đâu. Nên là chú không phải lo lắng nhiều đấy. Và về thì chú ý là mình sẽ bổ sung dinh dưỡng này và uống cái đơn thuốc đầy đủ sau kê để nó tránh nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Sau khi nó về, bọn cháu sẽ cho chú xem một cái video hướng dẫn sau khi cấy implant. Thì lời dặn đến rất là đầy đủ rồi, chú làm theo cũng được. Thì sau 2 tuần nữa chú qua cháu kiểm tra lại. Và chú thì cháu dự kiến sẽ khoảng 2 tháng rưỡi thì sẽ làm răng được.